thì có thấy nó cũng có cái bảo vệ nè, che chắn cho bé cũng mấy rồi, nên là mua cho bé đội. Có nhiều chỗ thì có thấy bán rẻ hơn nhưng mà không biết chất lượng thì sao. Mình có nghĩ là nón này nó có hiệu quả trong mùa dịch này không? Cái màu đen này là mình mua thì, giống như mua cho an tâm, thấy nó cũng che chắn được một phần nào đó thôi chứ cũng mình cũng không chắc chắn được. Giữ gìn vệ sinh cho bé tay chân rồi hạn chế cho bé tiếp xúc nhiều người ra đường rồi đó.